chào anh em, chào mình em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Tiếp tục lên combo gia đình. Đây là một trong những bộ combo cực kỳ hot bên cửa hàng em hiện tại đang giao bán. Và giá của bộ combo này chỉ có 1.200.000 đồng một đôi quạt nhá. Một bộ combo vô cùng hoàn hảo cho anh em chơi phòng hát gia đình. Khi mà chúng ta lựa chọn cho anh em một bộ sản phẩm vang và mic thì chắc chắn rồi chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lên sóng. Đây là một trong những bộ combo mà rất nhiều anh em đã và chơi và đang rất là hoàn hảo cho dàn máy âm thanh rồi. Tăng cái chế độ âm thanh của Echo, hỗ trợ thêm cho các tính năng reverb mà âm ni không thể làm được, hoặc là tăng cho anh em một cái chế độ âm thanh bass trung chép hiệu quả nhất cho dàn máy âm thanh gia đình. Đó chính xác là những gì mà dòng vang cơ đại số JBLS tập lớt có thể mang lại cho dàn máy âm thanh. Bộ combo sản phẩm và mic trong ngày hôm nay anh em có thể nâng cấp vào bất kỳ một thiết bị nào cho dàn máy âm thanh gia đình. Nâng cấp âm ly là luôn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của anh em tiêu dùng rồi. Tiếp theo đó anh em có thể ghép lối trực tiếp vào với cục đẩy, ghép lối đẩy điền vang, thậm chí ghép loa kéo hay bàn mixer đều được cả. Với một trong những bộ combo bên cửa hàng em đang bán cực kỳ là rất nhiều anh em lựa chọn và sử dụng rất là hài lòng. Không chỉ về dòng vang JBLS8 đâu và kết hợp thêm dòng Mixwell 3 Plus nữa thì quá tuyệt vời. Đây sẽ là một trong những bộ combo vô cùng hoàn hảo. Ở thời điểm này hiện tại bên em bắt đầu lên combo phụ anh em rồi. Anh em chỉ cần bỏ ra 2.700.000 đồng là các anh em đã sở hữu ngay cho mình một bộ combo sản phẩm vô cùng chất lượng. Đó là vang JBLS8 kết hợp với dòng Mixwell 3 Plus. Cái bộ combo này không phải là lần đầu tiên bên em Tùng lên sóng nữa. Rất nhiều anh em đã và đang sử dụng cũng như rất là hài lòng với bộ combo này bên cửa hàng em. Đó, hiện tại thì bên em bắt đầu lên combo. Thì khi bên em lên combo, bên em sẽ giảm so với giá bên em bán lẻ rất là nhiều các bạn. Thế anh em hãy nắm bắt cái cơ hội này sở hữu ngay cho mình một bộ combo sản phẩm nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình. Nếu như các anh em đang thiếu vang, đang thiếu mic không dây, lựa chọn ngay bộ combo sản phẩm vô cùng hoàn hảo. Và đây là một trong những cái bộ combo mà em thấy là kết hợp với nhau, tiếng âm thanh ra đạt độ chuẩn và âm thanh có cái độ linh tiếng và nhiều tính năng đặc biệt nữa. Ngay bây giờ thì cùng anh em kiểm tra các tính năng và chất lượng âm thanh của bộ combo ngày hôm nay bên cửa hàng em lên sóng. JBLS 8 Plus vang cơ lai số kết hợp với dòng Mixu 2 Plus mic không dây quốc dân cho anh em nhá. Đây là giao diện thực tế các bác được nhìn thấy. Đây là dòng vang JBLS 8 Plus, có thể là anh em cũng đã tham khảo cái dòng sản phẩm vang này rồi. Bên em Tùng đang bán lẻ, hiện tại nếu anh em mua thì anh em phải bỏ ra 1.200.000 đồng. Anh em sở hữu ngay cho mình một con JBLS 8 Plus, còn nếu anh em mua với combo thì anh em được giảm giá. Đó là gì bởi em có thể hỗ trợ trực tiếp khi các bác anh em xem và thấy được cái bộ combo này bên cả anh em. Dòng Mixwell 3 Plus là một trong những dòng mic không dây tiếng thanh dễ hát cho gia đình. Đấy, và anh em phải bỏ ra ít nhất trong khoảng 1.600.000-1.700.000 đồng anh em mới có thể là mua được phiên bản này chuẩn thị trường. Thì nếu như mua tại cửa hàng Tùng Audio thì giá tốt hơn, còn nếu anh em mua ngoài thị trường thì có thể là có những cái tầm giá vượt xa khỏi cái tầm với các bác rồi. 1.800.000-1.900.000 một con Mixwell 3 Plus này, nếu mà phiên bản vì tím 416 nhá, em khẳng định luôn, bởi vì đây là một cái con mic quốc dân giá thành giá chung đúng không ạ. Và nếu như anh em mua chọn bộ combo trong ngày hôm nay anh em sẽ được giảm ngay và xuống mức giá chỉ khoảng 2.700.000 thôi. Trong đó bên em bao ship và tặng giấy tờ đầy đủ cho anh em, hỗ trợ setup và cài đặt luôn cho anh em các tính năng tốt nhất, và có một con mic không dây chất lượng này, chuyên nghiệp này, có thêm mình có thêm một con vang cơ lai số hay và đầy đủ tính năng căn chỉnh dễ sử dụng nữa thì quá tuyệt vời cho dàn máy âm thanh. Chỉ còn thiếu hai thiết bị này thôi là các anh em đã có mình ngay một dàn máy âm thanh vô cùng chất lượng và hoàn hảo rồi. Dòng Mixwell 3 Plus sử dụng cho mình 4 dâu anten các nhá. Anh em mà chơi dòng này làm sự kiện party nho nhỏ và kết hợp với dòng vang JBLS 8 Plus thì quá hay. Không chỉ hỗ trợ việc là chúng ta hát, và JBLS 8 Plus là một trong dòng vang có thể là nghe nhạc được qua các chế độ bass trung chép. Nó giống như một chiếc âm ni mini vậy, khi mà chúng ta ghép đối với dàn máy âm thanh vừa đóng vai trò là một cái chế độ vang nhại cho cái giọng hát và vừa có hỗ trợ cho anh em trong việc là chúng ta có thể là sử dụng nghe nhạc bằng rất nhiều các đường cổng hiện đại như là đường cổng quang, USB, Bluetooth. Đấy, để anh em có thể lấy tín hiệu nhạc, nghe nhạc trực tiếp qua JBLS 8 Plus nữa. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm âm thanh của bộ combo sản phẩm ngày hôm nay. Vang JBLS 8 Plus kết hợp với dòng Mixwell 3. Và đầu tiên thì cùng anh em nghe một tiếng một chút về chất lượng âm thanh phần nhạc trước nha. Sau đó thì em sẽ test tiếng mic cho anh em sau. Như vậy là các bác đã được nghe tiếng chất lượng âm thanh của tiếng nhạc đến từ dòng sản phẩm JBLS 8 Plus rồi đúng không ạ? Đấy, không chỉ hỗ trợ cho việc chúng ta hát cao kỳ gia đình, nghe nhạc với JBLS 8 Plus thật sự rất là sôi động đúng không ạ? Các giải bass trung chép anh em hoàn toàn có thể tự mình tinh chỉnh được các hiệu ứng bass trung chép với phần nhạc.
theo cả sở thích các anh em, muốn nghe nhạc, muốn trải nghiệm âm thanh bát như thế nào, chép ra làm sao, chúng ta hãy chỉnh cho em các ký hệ chế độ ở bát chung chép phần nhạc nhá. Và bây giờ thì đến cái phần rất là quan trọng, đó là test âm thanh, test giọng hát đến từ bộ combo sản phẩm trong ngày hôm nay, JBLS Tap Plus kết hợp với dòng mic không dây Sure Tap Plus. Đây là thiết kế tay mic đây các bác, đấy theo kiểu dáng sang trọng, các bác cầm lên thấy rất là nặng, rất ổn định, rất chặt tay, độ nặng và tay mic có thiết kế to, khi chúng ta cầm lên chúng ta rất thấy sẽ thấy nó rất là thoải mái. Bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm thanh tốt nhất nhé. Đây, một thay 56 cây 897, một thay 56. Các bác nghe thử âm thanh đến từ JBLS Tap Plus chưa, qua chế độ y chung vang nhại đây, và kết hợp với dòng mic Sure Tap Plus nữa, tiếng rất là thanh nhé. Đây là một trong những bộ đôi mà kết hợp với nhau rất là hoàn hảo, và em thấy là đây là một cái sự kết hợp rất là hay của hai cái dòng sản phẩm này, JBLS Tap Plus kết hợp với Sure 23. Tiếng của em JBLS Tap Plus cái dạy bát nó đầm hơn khi mà kết hợp với dòng mic Sure, tiếng lại thanh nữa đấy, bù trừ đúng không các bác, bát đầm này thêm tiếng thanh vào này thì vừa có cái chất giọng âm thanh khỏe và vừa có tiếng sáng lời tốt, bay dễ hát. Thử lại lần nữa nhá. Một thay 56 cây 897, một thay 56 cây 897, một thay 56. Để các bác nghe tiếng êm không ạ, rất dễ chịu ạ, độ lịnh tiếng cao, chép sáng, lời tốt, tiếng khỏe, không hiện tượng rối xảy ra. Bởi vì em JBLS Tap Plus sử dụng chip chống hú tự động nên chúng ta có thể để âm lượng tổng khoảng 20-22 đều được. Đấy, âm lượng tổng âm mic thì anh em để khoảng 1/2 âm lượng tổng thôi. Chúng ta kết hợp với các thiết bị như là âm ni, cục đẩy để đến vang là chúng ta đã có thể sử dụng và trải nghiệm sẵn sàng có cho mình một bộ combo hoàn hảo cho dàn máy âm thanh gia đình rồi. Đây là một trong những bộ combo rất là ăn khách bên cả anh em và có bảo hành đầy đủ các bác nhé. Nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán sau. Để em hỗ trợ ship giao hàng toàn quốc và tặng dây dắt kết nối cho anh em. Nếu anh em đã có nhu cầu với bộ combo sản phẩm ngày hôm nay thì các bác liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình là 0979629336. Và chúc các anh em có cho mình một bộ combo dàn máy âm thanh chất lượng tại cửa hàng Tùng Audio. Xin chào anh em.